À, đúng nghệ sĩ nó khác. Hồi trước là bác hai đi hậu đài thôi hả? Dạ hậu đài. Hậu đài cho đến qua Tết, trong Tết là thí dụ như bầu show đến gửi cho mình 1 triệu để mình gửi tiền đó cho gia đình, xong rồi mình đi theo đoàn đi cho đến tỉnh này, một tỉnh là 3 đêm, nhưng mà ít có vô sân khấu lắm, ít có vô trong nhà văn hóa, chỉ hát ở ngoài ruộng với những cái sân đình lớn mới có thu nhập. Bác Hai rất là cảm động. Hồi xưa chú đi với cậu Năm Vũ Linh đó, có cái niềm vui, cái nỗi cực khổ gì chia sẻ cho khán giả nghe với chú. Vui thì ít, buồn thì nhiều. Tại biết sao không, mình chỉ là một cái người lính, mình đi theo, mình phụ, mình dựng rạp, khiêng những cái tấm mà hóa trang trên sân khấu đó. Ví dụ cảnh này nọ, người ta gọi là mấy người cho nó gọi là cái gì, là hậu cảnh hoặc cảnh gì đó, còn tụi chú là chỉ người dựng sân khấu thôi. Dựng sân khấu. Cái người dựng sân khấu người ta gọi là gì chú? Hậu đài. Hậu đài. Hậu đài Là dựng sân khấu là lên ánh sáng rồi đó. Bầu show kêu mình làm cái gì, ánh sáng là thí dụ như thằng Tài là ánh sáng thì chiều của thằng Tài từ kéo trụ điện, kéo dây điện từ ở ngoài đường cái vô vô trong cái chỗ bãi hát này là bên gọi là ánh sáng, ánh sáng. Âm thanh ánh sáng. Âm thanh ánh sáng. Dạ Còn bác chú là bên hậu đài, hậu đài. mình khiêng những cái hóa trang hoặc cảnh nào này nọ để cho trên đó bên cái đội sân khấu người ta thay đổi những cái giai điệu thay những đổi cái hoạt cảnh. Chú ơi, chú có thể cho tụi con biết tên chú tên là Vĩnh. Chú Vĩnh ở phường Tân Hưng, quận 7. Chú đi theo hậu đài cải lương thì được bao nhiêu năm chú hả? Khoảng 3 năm rồi. Khoảng 3 năm. Dạ thưa với chú thì trong 3 năm đó chú có rút được cái kinh nghiệm hay là chú có phát huy được một cái tài năng ca hát nào của chú không ạ? Phát huy thì không phát huy. Dạ. Chú á, bữa hổm chú định hát cái Lương Sơn Bá tự nhiên lên nó rung quá rung. Dạ. Hát không được, về nhà thì nó hát một. Dạ. Mà sao lên tới đây xong nó rung gì mà nó rung không được. Dạ. Mình cũng từng đi hát, đi đám cưới mình hát. Dạ. Rồi đám ma mình cũng lại chơi mình hát, nhiều người khen mà sao tự lên tới đây hình như bị khớp hay sao đó. Coi như mình cũng đã từng đứng trước mặt hàng ngàn khán giả mình hát, nhưng mà lại lên tới cậu Năm thì mình có một cái gì đó bất ổn mà mình không hát được. Thì bây giờ ngay lúc này thì mình đứng ngay chỗ này mình để thử lại coi cái tinh thần mình có hát được hay không. Chú sẽ gửi đến khán giả. Chắc cũng không có cái cảm tưởng mà hát đâu. Dạ. Chú rất là buồn, về nhà cứ mở truyền hình lên là mình hát, trời ơi, mình hát nghêu ngao mà sao lên tới đây tự nhiên mình bị khớp hay gì đó. Mình bị khớp hay gì đó. Thật sự cái Trùng Xuân Bá nói thật với mấy tụi con cũng như mà cái Lương Chí Cường mà ở trong quân đội mà hát cái bản bao công. Chú là người vậy. Mà thời điểm đó là chú từng đi rồi. Chú phải gửi tiền cho anh em dạy dạy hát cái bản bao công. Nhìn si cá anh thì xin liên, nhìn hiên gia kiên hiên hiên, lý cùng ngõ xâm. Cái bản bao công, bao mà công. Cậu là người Việt mà hát tiếng Hoa, tiếng phổ không được, mà tự nhiên cái bản bao công cái bản Lương Sơn Bá mà đến đây cậu hình như bị khớp. Cậu bị khớp. Thôi bây giờ vậy, ở đây là trước đó là Biết Tài, còn này là Ngọc Nhi, với Thảo, với cho chú gửi lời thăm các anh em ở đây ha. Cũng có những cái chuyện gì bà con là bức xúc quá thì mình mời mà nó đi xa xa ra mình nói. Ở đây là cậu còn ngồi đó đó nghe Tài. Ví dụ hàng ngày cậu thấy con đi ra ngoài cái chỗ cái thùng mini cậu rửa, con rửa đi là lúc 4 năm con ngồi con nói chuyện thì thầm gì đó. Rồi chiều anh em gom bông qua. Bây giờ bông thì như hơi vắng, mà kiển kiển thì nhiều, với hình thì nhiều. Nhưng mà vì cái trong gia đình nội bộ như vậy mà thấy bà con đến đây thì tụi con cũng đã biết rồi. Cậu còn đó đó. Thi thể xác cậu đi còn đó. Tụi con ở đây cố gắng làm ăn, cái chuyện gì tụi con phải có một cái tâm. Tụi con có một cái tâm thì ở đây chú nói. Con đừng bao giờ mà bà anh chị em hay chú bác nào đến đây mà
khơi cái nỗi đau của gia đình. Dạ. Dạ. Tụi con hạn chế mà ra ngoài ra ngoài xa xa. Dạ. Cũng như bây giờ cậu nói thằng Tài, dạ, YouTuber quay ẩu này nọ, Tài cũng đau lòng, dạ, thấy không? Dạ đúng rồi. Mà mình phải đi ra xa. Dạ. Ví dụ như Tê Ếch Bình Dương đây cũng vậy. Dạ. Tê Ếch Bình Dương nó quay từ lưa hết á. Từ lưa nhưng mà dạ, hình như nghe không, cái tiếng nói của dạ, Tê Ếch Bình Dương nó rất nó hay. Hơi nhiều. Dạ nó rất hay. Dạ. Cái tiếng nói của Tê Ếch Bình Dương. Dạ. Rất là hay hơn với cái em gì người Bắc cái gì niu niu đó. Dạ. Dạ. Ừ. Nói chứ tụi em YouTuber quay cái quay dạ, quay cái cảnh này để chia sẻ. Dạ. Mình nhờ có tiếng nói hay, dạ, mình mới thu hút được cái khách thập phương. Dạ. Đúng không? Dạ. Thôi giờ chú Vĩnh cũng có đôi lời. Dạ. Chú Vĩnh ơi, chú cho con hỏi một câu để chia sẻ cho khán giả đi. Chú đã từng đi hậu đài và từng đã tiếp xúc với cậu Năm Vũ Linh. Thì chú chia sẻ với khán giả coi là cậu Năm Vũ Linh có một cái gì đặc biệt mà khán giả tới hôm nay gần cả trăm ngày rồi mà khán giả đến viếng nhiều với chú. Thì cậu nói đây á. Dạ. Cho các anh em trước cậu lên nói một cái lời vậy. Dạ. Tuy tụi con là YouTuber. Dạ. Thì cậu Năm cũng là một người nghệ sĩ chân chính. Dạ. Cậu có một cái tấm lòng chân thật. Dạ. Thì tụi con quay và tụi con chia sẻ những cái gì chân thật. Dạ. Để dạ, để chi, để cái người đời thấy mà học. Dạ. Là chú Vĩnh chỉ cầu không có bao nhiêu đó thôi. Dạ. Thì chú Vĩnh chỉ có những câu nói tuy cậu nằm. Dạ. Nhưng cái hồn cậu còn ngồi đó. Dạ. Thì cái cuộc sống tụi con đến đây. Dạ. Tụi con quay. Dạ. Thì để có cho bà con xem. Dạ. Chứ không có cái gì hết. Yeah. Chứ bây giờ theo như cái quan niệm của chú Vĩnh này, cậu không có ở nhà đâu. Yeah. Lâu lâu ở gia đình đóng vở kịch này thì cũng như cậu đóng. Yeah. Cho xã hội nghe. Tại sao người ta mến mộ mà ở gia đình đóng những cái vở kịch thấy toàn có nỗi đau không? Yeah. Bởi không cậu đến đây là cậu muốn á cho anh em quay cái bà con nào mà đến đây mà bức xúc cũng như bữa hổm có cái ông kia ở Bình Chánh thì ổng lên ổng nói với bà thầy giọng. Yeah. Nếu như á cái ngày hôm đó có chú đánh rất là nóng. Yeah. Là chú cũng mời ra đẩy bà té luôn cái bà giọng mộ hả chú? Đúng rồi. Yeah. Bây giờ chú Vĩnh nói cái chuyện đời. Yeah. Ví dụ bây giờ chuyện gia đình con đục sáng như thế nào. Yeah. Thì để phát còn gia đình đa vậy rồi. Yeah. Bà lấy cái quyền gì mà bà cầm cái cây bà lên bà làm như vậy nó đâu có. Yeah. Mà bữa đó dở cái là không có tụi con đứa nào mạnh dạn cái lúc đó tụi con tắm tay vậy. Dạ không phải lúc đó tụi con bất ngờ lắm chứ. Tụi con không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Tụi con rất là bất ngờ. Tuy nhiên nó không có gì như thế. Thôi giờ tụi con đến chia sẻ đi qua những anh em khác. Chị Vĩnh chỉ có đôi lời. Chị Kiều tới. Cảm ơn chú.